trước mắt của các bạn đang thấy đó chính là cánh cửa để đi vào backroom. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi vào backroom này để tìm ra những món vũ khí bí mật được giấu ở trong backroom này nha. Nhưng để lấy được những cái món vũ khí bí mật đó thì chúng ta cần phải vượt qua được những cái con quái vật ở trong đây. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ gọi là mặc cái bộ đồ này vô cho nó an toàn đó bạn ơi. Đây chính là bộ đồ đó, giống như kiểu bộ đồ chống độc các bạn ơi. Đó, đây. Wow, một bộ đồ rất là gọi là an toàn nha các bạn. Ở đây còn có thêm một cái trái bom nguyên tử nữa các bạn. Mình lấy được không ta? À, cái này bắt phải mua các bạn ơi, mình không có tiền. Rồi ở đây thì còn có thêm súng nè, súng lửa nè, súng thường nè. Rồi ở đây là chúng ta sẽ sử dụng cái material để chúng ta ráp cái weapon, ráp vũ khí các bạn à. Là mình sẽ tìm ở trong đây ra được những món đồ này. Mình sẽ chế tạo được một cây bazooka. À, vậy là vũ khí bí mật là bazooka nha các bạn. Mình đã gọi là biết rồi nhưng mà bây giờ mình phải đi tìm mới được. Rồi thôi, bây giờ chúng ta đi vào trong đây xem như thế nào nha. Vô trước đi cô gái. Cô gái đi trước đi. Nó không dám vô bạn ơi. Tại vì nó không có mặc bộ đồ này, nó không dám vô. Thôi mình vô trước đây. Để mình xem coi trong đây có con quái vật. Trời ơi, hết hồn. Hết hồn bán. Có người ở đây, ở trong đây có rất là nhiều người các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ mình phải cẩn thận. Đi từ từ thôi. Ê, ở trong đây có cái bẫy gì nè. Wait, hello. Active chap hả? Rồi. Đi vô đó đi để tôi active cho. Ok. Đó, nó kêu mình là khởi động cái bẫy. À, cái bẫy kìa các bạn ơi. Để mình khởi động luôn nha. Wow. Sorry my friend. Mình lỡ gọi là hạ khởi động cho. What? Cái này là cái ông gọi là yêu tinh gì nè đúng không? Đừng. Ông tên là Shred gì các bạn? Ông tên là Shred gì đó. Mình không nhớ nữa nhưng mà ông này ông là một cái con gọi là kiểu dạng như là cái tên của ông là giống như là yêu tinh tốt bụng thì phải. Ui, cẩn thận mấy đứa ơi. Ui, cẩn thận mọi người ơi. À cái bẫy. No. Sorry friend. Mình nó đứng đó nó dụ cái ông nó tới cái bẫy nhưng mà vô tình mình lại khởi động cái bẫy chúng nó. Cái ông đó. À cái ông này ông gọi là xuất hiện ở trong backroom các bạn ơi. Chạy đi. Khoan từ, mình sẽ canh để mình gọi là hạ khởi động cái bẫy lên nha các bạn. Mở cái bẫy lên mấy đứa. Mở cái bẫy lên. Rồi. Chuẩn bị. Khởi động. Wow. Ông đó ông bị nổ luôn các bạn ơi. Backroom lần này nó sẽ rất là vui các bạn à. Và chúng ta phải làm nhiệm vụ nữa chứ không phải chúng ta đi vòng đâu. Bây giờ mình đi tìm nhiệm vụ cái đó bạn ơi. Nó kêu mình là đi tìm những cái tủ đúng không? À đây. Để mình xem coi mình tìm được cái gì nè. Ten. Full battery. À mình tìm được pin các bạn ơi. Hay lắm. Ủa nhưng mà hồi nãy có pin không ta? Mình cũng không biết nữa bạn ơi. Đây coi có không? Rồi để xem coi có gì ở đây không nha. Ui. Full. À mình tìm được một bình nước các bạn. Và hiện tại máu của mình chỉ còn 50% thôi. Đừng có khởi động nha để tôi dụ nó. Đây. Get go. Dụ nó nhanh lên. Rồi. Nhanh lên chạy đi. Đúng rồi đi coi. Để tôi. Chạy vô cho khởi động. No, không coi. Không coi, sorry. Sao mình gà quá ta. Rồi, thôi bình tĩnh làm lại nè. Làm lại nha mọi người. Né ra. Đừng có chạy nó. Ui. Tắt điện coi giờ sao đây? No, tắc điện coi nó giết tụi mình các bạn à. Bây giờ mình cần cái bẫy nó khởi động lại. Rồi, bị bắt rồi. Mình đang muốn khởi động cái bẫy mà mấy thanh niên này làm cái gì á. Vũ đi, đúng rồi. What? No, yeah, tuyệt vời. Hay lắm mấy huynh đài à. Các chị huynh đài làm tốt lắm. Để tôi đi tìm thêm mấy cái tủ à. Các sư huynh đợi tôi nha. Đây. Để xem coi có gì trong đây nè. Mình đã tìm được dây điện các bạn nha. Ở cái tủ rồi cái đã. Ui dây điện nữa. Sao dây điện không vậy trời? Đùa nhau chắc. Oh no, đứa nào vụ vô đây vậy? Vụ ra ngoài giúp. Cứu anh mấy đứa ơi, cứu anh mấy đứa. Chạy. Kêu cứu mình mà không đứa nào nó cứu mình hết vậy trời. Mình chưa lấy nè, đang lấy nữa chừng thì tự nhiên bị bắt. Ui, yeah. Mình được một cái black powder nè. Black powder là cái thuốc giống như là cái thuốc đó các bạn ơi. Cái thuốc thuốc nổ hay sao á. Ná vậy đó, mình nghĩ là vậy. Rồi đây. Là bơn ra gỗ hay sắt gì đi. Ui, là cái này nữa. Cái này có rồi. Đây, trời quá trời luôn bạn ơi. Nhanh. Một cái la bàn này làm gì đây? À, xem hướng các bạn ơi, hướng tây, hướng nam, hướng bắc gì đó. Nhanh, mở lẹ. Yes, đây, mình được cái này. Cái này là cái gì ta? Cái này là cái hồi nãy. Ủa, khoan, cái này hình như đâu có đâu ta. Hình như đâu có trong công thức đâu.
Trời ơi, tìm được cái tủ mà cuối cùng lại rồi, xin vĩnh biệt cụ rồi. Xin là xin vĩnh biệt cụ. Ao trình là có thiệt các bạn ơi. Mấy này nó dí theo mình nhưng mà nó cùi bắp lắm bạn, nó dí không kịp đâu. Chỉ có cái ông mà gọi là cái ông Sret là ổng có thể bắt được mình thôi. Còn ngoài ra là mấy này không bắt được mình đâu. Hay hôm nay mình ao trình hơi bị ghê đấy. Đây cái tủ này. Ê, mình mới lấy cái tủ này chứ đâu. Bây giờ mình muốn tìm đường về nhà cũng không tìm được đường về nữa. Thôi bắt tôi luôn đi. Bí đường rồi. Cái này chính là cái nhân vật gọi là xuất hiện đầu tiên ở trong backroom này các bạn. Game gì mà khó dữ vậy không biết. Vậy là nếu mà vậy cái cửa này đóng được không? À cửa này đóng được à. Áo vậy, đây cái tủ nè. Sắt. Sắt. Ôi. Có gân rồi. Có gân rồi các bạn ơi. Bây giờ còn sợ cái gì nữa? Bây giờ tìm mấy con này mình tiêu diệt nó. Vừa nhắc luôn các bạn ơi. Ơ. Nó cái cây này. Ơ, cái cây này không có tác dụng gì vậy? Ơ, ui. Cây này cái phát ke rồi, gân phát ke các bạn ơi. Ôi. Wow, không phải phát ke nha, hàng grill nha. Chắc đi. Trời ơi, cho mình cái cục gì đâu không á. Cái này là cái gì đây? Đây mình đã tìm được một cái chỗ đó là Monkey Man Fan Club Fun in the Sun. À là cái này là cái chỗ mà chúng ta ngồi ngoài biển các bạn. Thôi cởi nó đi, đừng quan tâm nó. Chúng ta đi tiếp thôi. Chà lẹ. Mình đã thấy gọi là nhân vật mình muốn tìm rồi. Đây chính là cái ông Shrek gì nè. Ui, hết đạn. Đây có cái tủ luôn rồi. Vô tình lượm được cái tủ đó bạn ơi. Come on man. Ui cái gì đây? Cái cây gì đây? Ui mình mới tìm được cái gì nữa bạn. Ông này ông trâu quá, mình không có thiên nhiên gì ổng các bạn. Đấy rồi. Boom. Yes, thành công. Mà nói mình tìm được cái cây với bạn ơi, để tự mình quay lại cho nó mình xem. Sắc. Không biết sắc cái cục này làm gì trời. Nãy giờ mình tìm rất là nhiều thứ rồi. Mình ráp được cái gì không? Mình xem coi. Mình chỉ thiếu sắc thôi các bạn, sắc là cái hiếm nhất trong đây luôn. Tìm không ra nha. Cái tủ này mình lấy chưa ta? Chưa lấy nè. Sắc. Peace. Cho pizza cũng được, ăn cái miếng pizza vô cho nó tăng máu bạn ơi. Ăn vô lẹ. Ăn vô, ăn vô tăng máu bạn, hay lắm. Tự nhiên cho mình miếng pizza. Sắt kìa, cần cái miếng sắt á. Battery nữa. Yeah, tìm được sắt rồi. Ơ mà khoan, tìm được sắt rồi bây giờ phải tìm được đường về nhà. Chứ nếu không mình sẽ mắc cái cây này. Hay là bây giờ mình sẽ thử luôn, làm liều luôn. Sắt rồi nha. Sắt nữa coi, một bình nước. Làm ơn sắt đi. Yeah, các bạn ơi, tìm được sắt nữa rồi. Khoan, sắt này nằm ở đâu? Nằm ở trong đây chắc là không sao đâu các bạn ơi. Mình về nhà mình chế tạo cái bazooka xem coi như thế nào. Để mình xem công thức này coi. Cục này, hình như là mình có hết luôn. Các bạn nhìn công thức của mình này nha. Để xem coi như thế nào nè. Đây, mình có một cái cục màu xanh nè. Cục màu xanh có nè nha. Tấm gỗ mình có nè. Miếng sắt mình mới lấy được 2 miếng luôn nè. Và cái cục màu đen này mình có luôn nè. Bây giờ mình ráp như thế nào đây? Làm sao để ráp đây? Mình đã có đầy đủ đồ rồi nhưng mà mình không biết ráp các bạn ơi. Uầy, căng rồi nha. Không biết ráp đồ nè. Công sức nãy giờ tìm bây giờ không cho ráp. Hay là mình phải tìm được cái tủ này để mình ráp trời. Đây mình, các bạn nhìn nè, mình đã ráp được một chiếc mìn nè nhưng mình sẽ không ráp nha. Tại vì chiếc mìn này mình không cần. Sử dụng cái material là cái này đúng không? Để chúng ta có thể ráp được vũ khí. Không phải là bazooka mà nó chỉ ráp được mấy kia thôi. Trời ơi. Mình cứ tưởng nó sẽ được bazooka chứ. Gì? Quay. Vũ nó đi em. Vũ nó đi, anh kiếm bằng gạt cho. Vũ nó đi tới đây nè. Trời ơi, mấy thanh niên kiếm bằng gạt sớm vậy. Làm gì mà kiếm bằng gạt sớm vậy? Bó tài luôn á. Đó, thấy vừa chui đó chi cái đống. Thì ra là nó chỉ giúp cho mình có thể grab được những cái món đồ trong danh sách này thôi. Chứ không có phải là grab được gọi là cây bazooka. Đây, mình có thể grab được một cái cây gân. Cây gân bình thường. Hay là bây giờ mình grab một chiếc mìn ta. Mình nghĩ là mình nên grab một cây gân đi. Anh có gân này em ơi. Ngầu chưa. Uầy, thanh niên này còn có thêm gọi là cây kiếm nữa các bạn. Ngầu dữ. Này, có gân này nè. Cây gân này tính ra còn cùi hơn cây gân hồi nãy luôn các bạn ơi. Mình cảm thấy nó còn cùi hơn hồi nãy nữa. Làm công sức nãy giờ mình tìm. Đâu rồi, bây giờ mình sẽ đi. Hình như là cây này bắn một hit vào hay sao á. Cây này khá là mạnh các bạn. Không phải một hit các bạn ơi. Come on, bắn đi. Hai hit nè. Cái nữa nè.
Ba hit các bạn ơi, ba hit. No, cẩn thận mấy đứa. Úi giời ơi, anh có gần mà, mấy đứa lo gì, theo anh. Đi Thanh, tìm được đồ rồi nhưng mà nó không cho mình ráp theo đồ theo ý muốn. Hồi nãy mình thấy có một thanh niên đi chung với cái mấy con đó, đâu rồi ta, hello. Đây, wow, đau quá mày. Chạy đi, trời ơi, đau quá, chạy. Đây, anh sẽ bảo vệ các em, anh có gân mà. Lui, chạy đi. Còn đứng đó chém gió nữa. Đấy, anh có gân rồi, mấy đứa yên tâm. Hai cái rồi đó. Cái nữa nè. Nè em, một con. Rồi mấy đứa, vụ vô đó, đúng rồi, vụ vô đi. Vụ vô. Ui, mình kẹp hụt rồi. Mình nhốt đồng đội mình rồi. Come on. No. Ê, vậy. Ê, cô anh mấy đứa ơi, đừng có làm vậy. Anh có gần nè, mấy đứa lo gì. Nè. Dám bắt đồng đội tôi hả? Hả? Dám bắt đồng đội tôi hả? Đây, thanh niên này chuẩn bị nè. Chạy. Come on. Ê, đừng. Nhanh nè. Hơi lắc tí nha các bạn. Mình thấy hơi lắc rồi đó. Đây, bảy nè. Come on, yes, hay lắm nè cha. Em đã hy sinh vì đồng đội và mình đã tiêu diệt được rồi, hay lắm. Vô, chạy đi. Đây, gần nè. Vô, chỗ con này châu quá bạn. Con này mình bắn mấy lần rồi chưa xin nhơi nữa. Yes, hay lắm, một con. Chạy đâu, chạy đi mọi người. Có gần mà. Chạy đi, lùi đi. Để mình bắn. Này thì trời ơi, mấy này nó không nghe lời mình các bạn ơi. Nó cứ đi theo, nó cứ dí theo, để cho mấy này dí theo nữa. Nè. Đây, vụ nó. Đúng rồi, đứng vô nó luôn. À, cả đám đứng vô nó luôn. Đấy. Nè, chuẩn bị nè. Chuẩn bị nó ngẫm. Ủa sao nó chưa ngẫm tay, mình bắn nó mấy lần mà. Cháu thấy nha. Rồi, nó rồi. Yeah. Vậy là mình cùng với gọi là team 500 anh em đã tìm được những cái gọi là món đồ và cũng như là những cái món vũ khí bí mật ở trong cái backroom này rồi. Và mình đã tìm được cái nhân vật đó chính là yêu tinh nhìn quên mất tiêu rồi. Ông này ông rất là hiền các bạn ơi. Và ông tên là Shrek. Rồi thôi, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu thấy đừng quên để lại cho mình một like và đừng quên xem video mình có nếu bạn phải chỉ ủng hộ mình nha. Rồi thôi, và hẹn gặp lại các bạn ở những video là sau nha các bạn ơi.